thuê cô Hành, con của bà Hạ ở làng bên, từ mai trở lên là cô ấy sang để chăm sóc bố cái lúc con đi vắng bố nhé. Dạ em chào anh ơi, anh dạy ăn cháo đi. Cô là ai, sao lại đến đây? Em tên là Hành, con gái của bà Hạ ở xóm bên. Hai mẹ con nhà em độc thân, anh nhà mình sang nhờ em sang chăm anh. Nó mua cho tôi cái bánh mì chả nhưng mà không ăn được, ốm quá em mang vào cho anh ăn này. Nên nó nấu cháo gà, em đút cho anh ơi, em đút cháo cho anh nhé. Ôi dồi ôi, cháo gà ngon thế. Ôi dồi ôi, phước đức quá. Nào em mời anh. To nhé. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ngon thế. Ôi dồi ôi, thế cái thịt gà anh có ăn được không? Ôi dồi ôi, ngon thế. Ôi dồi ôi, không ăn miếng thịt gà thế này cơ mà. Đây, anh ăn đi. Tôi không ăn thịt gà. Tôi không ăn thịt gà đâu. Tôi không ăn thịt gà đâu. Tôi không ăn thịt gà đâu. Không ăn thịt gà đâu. Không ăn thịt gà đâu. Tôi không ăn thịt gà đâu. Tôi đã bảo là tôi không ăn được thịt gà, sao cô lại cứ ép tôi? Bây giờ con nhà anh đi vắng rồi đấy nhá. Bây giờ em chăm anh mà anh không ăn nhá thì đừng có bảo con này ác nghe chưa. Ông không cần chăm nghe chưa, được con đã cho về đây ở thuê người hầu người hạ, sướng bỏ mẹ rồi còn sĩ cơ. Không ăn đúng không? Không ăn thì con này ăn nhá. Về đừng có nói là con này ăn hết nhá. Tiền đây, cháu về nha. Anh không phải cho em nữa đâu. Ôi giời. Vâng, thế thì em xin. Vừa mới đi làm, hôm nay bắt đầu đi làm mà đã có lộc rồi. Em cảm ơn anh. Tiền tôi phải dét vào đây, không nó thấy thì nó lại lấy hết. Bán nhà được ít tiền, mang lên đây thì nó lấy hết rồi. Cháu đi ra ngoài đi, đợi ông ngủ đây. Ôi. Anh ơi, anh dậy uống thuốc uống nước đi. Đây thuốc của anh đây. Đây anh uống thuốc nha, uống nước đi. Tôi xin. Ôi giời, phiền hà cháu quá. Ôi giời ơi, tôi có sao đâu. Thôi cô cầm tiền cô về đi. Hôm nay em phải ngủ ở đây với anh. Con nhà anh bảo là ngủ ở đây với anh. Đêm hôm anh muốn đi dậy, đi vệ sinh thì em đưa anh đi. Còn khi nào mà anh đói thì em lấy cơm cho anh ăn. Không phải ngủ ở đây, nhà giường chật chội, tôi lại già rồi. Cô béo khỏe như thế kia, ngủ thì cô ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường thì chật, tôi không thở được. Ôi dồi ôi, cô. Ôi dồi ôi, cô thông cảm cho tôi nhé. Thôi cô về đi.